Honda Brio ra mắt lần đầu vào năm 2011 tại Thái Lan và trở thành chiếc mẫu nhỏ nhất trong dòng sản phẩm toàn cầu của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Mẫu xe đô thị hạng A Honda Brio sở hữu thiết kế năng động và thể thao cùng nhiều trang bị công nghệ nhất phân khúc, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Wigo, Hyundai Grand i10, VinFast Fadin, Kia Morning. Honda Brio bán tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phân phối với 3 biến thể là G, RS và RS2 tông màu cùng 6 màu sơn ngoại thất gồm trắng, bạc, đỏ, vàng, cam và đỏ cá tính. Giá niêm yết cụ thể của Honda Brio trong tháng 11 năm 2021 mời quý vị cùng theo dõi trên màn hình. Về ngoại thất, Honda Brio mang nét hiện đại, hướng đến sự tối giản trong thiết kế và theo phong cách thể thao mạnh mẽ, phóng khoáng. Cụm đèn pha có thiết vuốt ngược lên trên được tô điểm bằng giải đèn LED ban ngày hiện đại lưới tản nhiệt và hốc gió được thiết kế cân đối với các họa tiết màu đen. Hai hốc đèn sương mù thiết kế lớn, kết hợp với cản trước tạo sự liền mạch, thể thao. Mâm xe hợp kim 14 hoặc 15 inch. Về nội thất, khoang nội thất của Honda Brio tương đối tiện nghi với vô lăng ba chấu tích hợp các nút điều khiển, đồng hồ analog 3 vòng tròn, ghế ngồi bọc da. Một số trang bị tiện ích tiêu chuẩn trên xe gồm có kết nối USB, iPhone, iPod, AUX, Bluetooth, CD, DVD, radio, cùng với đó là màn hình 6,1 inch. Về phần động cơ, Honda Brio trang bị động cơ i VTECSOHCI 41.2L cho công suất 90 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 110 Nm tại vòng tua 4.800 vòng 1 phút kết hợp cùng hộp số CVT. Về trang bị an toàn, mẫu xe hạng A Honda Brio được trang bị hai túi khí trước, hệ thống camera lùi và cảm biến tốc độ. Hệ thống chống bó phanh cứng IBS, phân bổ lực phanh điện tử EBD. Nhắc nhở cài dây an toàn cho ghế lái và khung xe hấp thụ lực tương thích và chạm anh chị em. Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, BA và chức năng khóa cửa tự động. Tổng kết đánh giá xe Honda Brio. Ưu điểm: thiết kế đẹp, năng động, kích thước rộng nhất phân khúc, cách âm tốt, vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu. Nhược điểm: khoang hành lý khá nhỏ nội thất thiếu tính thể thao trang bị an toàn chỉ ở mức cơ bản